Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 về sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe và sao chiếu mệnh trong năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Tân Sửu nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn, giúp mọi việc hành thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm Nhâm Dần 2022 và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn, bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Tân Sửu hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bác tuổi Tân Sửu trong năm 2022. Mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài của mệnh chủ rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhân nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Vận mệnh của các gia chủ tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền Trung Vận. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Trong năm 2022 Nhâm Dần, về địa chi, Sửu gặp Dần, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, tốt đẹp. Về thiên can, Tân Âm Kim gặp Nhâm Dương Thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là năm khá tốt cho các bác tuổi Tân Sửu, nếu có cơ hội tốt, các bác cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Tháng may mắn năm 2022 của các bác tuổi Tân Sửu là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của các bác tuổi Tân Sửu cho thấy tuổi hợp là Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Giáp Tý 1984, Kỷ Tỵ 1989, Quý Dậu 1993 và Tân Dậu 1981. Ngoài ra có các tuổi xung là 1976 Đinh Mùi, 1979 Kỷ Mùi, 1991 Tân Mùi. Trong năm 2022, các bác trai tuổi Tân Sửu được sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là Phú và Tài Bạch, chủ cung Điền Trạch. Tiền tài của sao Thái Âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao Thái Âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Các bác trai khi được sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là tiền bạc. Thế nên sao Thái Âm còn được gọi là tài tinh. Các bác có sao này kết tinh sẽ làm ăn phát đạt, mọi chuyện hành thông vào tháng 9 âm lịch. Tuy nhiên các bác vẫn cần chú ý bởi sẽ gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch. Với các bác gái tuổi Tân Sửu trong năm Nhâm Dần gặp được sao Thái Bạch chiếu mệnh. Tuy nhiên sao Thái Bạch là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn.
khi bị sao thái bệnh chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bệnh chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bệnh hàng tháng. Sao thái bệnh kỵ nhất là vào tháng 2, 5, 8 âm lịch, kỵ màu trắng quanh năm. Đặc biệt, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ nghênh sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng nghênh sao giải hạn, thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Để đăng ký tham gia nghi lễ nghênh sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Tân Sửu hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của thầy để đặt lịch gặp thầy và để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Ngoài ra, các bác tuổi Tân Sửu trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Kỷ Mùi, tức tháng 6 âm lịch, từ mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với những gia chủ Tân Sửu. Và những ngày này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào những ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, các bác Tân Sửu không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Tân Sửu trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong sự nghiệp thì hầu như các bác tuổi Tân Sửu đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, cho nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Với những bác tự làm chủ cũng không còn vất vả về kế hoạch và dự án nhiều. Đến tuổi này, việc các bác cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Còn với những bác vẫn đang làm việc thì trong năm 2022, các bác có thể gặp rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với thời gian trước. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác, giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Song các bác không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý muốn. Ngoài ra, với các bác đang làm lãnh đạo thì kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình và cứng rắn của các bác rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, các bác nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp các bác lấy lại tinh thần. Đặc biệt để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, các bác tuổi Tân Sửu hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân. Từ đó giúp các bác xua đuổi những hung tinh, tà ma, hóa giải vận hạn. Đồng thời, vòng sẽ giúp các bác tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ các bác phát triển công việc trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc, năm nay các bác tuổi Tân Sửu sẽ phải chi tiêu rất nhiều. Có những khoản bắt buộc phải chi tiêu như cưới xin cho con cái, sang chuyển nhà mới. Tuy nhiên, thời gian làm việc trước đã giúp các bác có được khoản tích lũy để dành cho thời gian này. Đến độ tuổi này, đối với các bác thì sự nghiệp hay tài lộc không còn quá quan trọng. Sức khỏe và gia đình mới là vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Ngoài ra, để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc trong thời gian này, thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang năm Nhâm Dần, các mối quan hệ của các bác tuổi Tân Sửu có thể không suôn sẻ trong thời gian này. Các bác tuổi Tân Sửu cần giao tiếp nhiều với bạn đời mình.
Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau. Ngay cả khi hai người giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Dù sao, bác và người bạn đời của mình đã sống với nhau trọn đời, vì vậy hai người đã biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Ngoài ra, trong năm này, gia đình sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ với con cái. Các bác là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên các bác tuổi Tân Sửu hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc hơn. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của các bác tuổi Tân Sửu trong năm Nhâm Dần theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều hung tinh nên có thể cũng sẽ tác động một phần. Các bác chớ nên chủ quan mà coi thường những dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Ngoài ra trong năm này, các bác nên tránh tranh chấp, xung đột với người khác, không nên động khẩu, càng không nên động thủ. Các bác nên hạn chế đến nơi nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi. Các bác cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Đặc biệt, các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cũng cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Tân Sửu sinh năm 1961. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Tân Sửu trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để có thể hiểu rõ hơn. Trong năm Nhâm Dần, các bác trai tuổi Tân Sửu sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát sau. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt, những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn với các bác gái sinh năm 1961, trong thời gian này sẽ gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý của các bác sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Các bác có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang bên mình pháp khí bát bảo Tân Kinh để bổ trợ thần mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên, địa, nhân, hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo Tâm Kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.